Nghệ sĩ Hồng Tơ được biết đến là một nghệ sĩ hài miền Nam nổi tiếng. Ở giai đoạn sự nghiệp trên đỉnh cao, anh còn được gọi với biệt danh là nghệ sĩ đại gia và giá cát xê cao ngất ngưỡng. Hồng Tơ đã từng kết hôn và có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Vào năm 2012 thì anh tái hôn với một người vợ trẻ kém mình gần 2 con giáp. Và đến nay anh đang có một tấm nhỏ hạnh phúc bên vợ trẻ và một cô công chúa tên là Kim Cương. Người vợ thứ hai của Hồng Tơ tên là Lê Thị Kim Loan, kém anh 23 tuổi. Cô sinh ra trong một gia đình có 7 anh chị em, gốc Huế. Đám cưới thứ hai của Hồng Tơ được tổ chức cho anh ở tuổi 54, còn vợ anh lúc ấy mới 31 tuổi. Hồng Tơ cho biết, để cưới được cô nàng về dinh, anh đã phải giấu đi tuổi thật của mình và cưa sừng giảm tuổi thật hẳn một con giáp. Cơ duyên để Hồng Tơ gặp người vợ thứ hai của mình là trong cửa hàng bán đồ mỹ phẩm, thời trang, kính của bà xã. Theo như danh hài chia sẻ, anh đã trúng tiếng sáng ái tình ngay từ lần đầu gặp Loan. Tuy nhiên, lần đầu tiên đến cửa hàng, anh chỉ xem hàng, trả giá xong rồi đi vì thấy quá mắc. Và từ đó, anh cố tình ghé qua cửa hàng của Loan mua nhiều lần nữa. Mỗi lần cuộc trò chuyện ngày một dày hơn, sau 4 đến 5 lần ghé qua cửa hàng, anh đã mời được nàng đi cà phê nói chuyện tâm tình. Lúc đầu, Hồng Tơ nói dối cô về tuổi thật của mình. Mặc dù tuổi Canh Tý, nhưng anh đã phải ăn gian một con giáp. Nói tuổi nhầm tí vì sợ cô sẽ phân vân về tuổi tác. Sau khi quen nhau được hơn một năm thì Kim Loan đã đồng ý lời tỏ tình và quyết định theo Hồng Tơ về dinh. Khoảng cách xa về tuổi tác của hai vợ chồng Hồng Tơ không hề gây trở ngại trong cuộc sống hôn nhân. Mặc dù kém Hồng Tơ 23 tuổi, nhưng Kim Loan rất chững chạc. Theo như chia sẻ của nghệ sĩ Hồng Tơ, thì bà xã là chỗ vựa vững chắc cho anh, không chỉ hỗ trợ trong công việc, mà còn chăm lo gia đình để chồng yên tâm đi làm. Không những vậy, dù biết chuyện Hồng Tơ có quá khứ thua nợ, phá sản, bà xã không trách móc mà lại luôn động viên, chia sẻ và là chỗ dựa tinh thần giúp anh vực dậy. Vợ của nghệ sĩ Hồng Tơ vừa trẻ trung lại vừa xinh đẹp. Điểm nổi bật nhất của bà xã Hồng Tơ chính là sự duyên dáng, cần cù, chịu khó trong công việc. Đặc biệt là cô ấy biết cách chăm sóc chồng, lo cho chồng từng chút một. Là một người có tâm vì tình yêu nên bà xã của Hồng Tơ đã quyết định ăn chay. Hành động đó giúp Hồng Tơ nhận ra một điều, đó là người phụ nữ chung thủy, bởi vì ăn chay sẽ giúp tâm tính con người được tốt hơn. Sau những sóng gió cuộc đời, người đàn ông từng là một con bạc khát nước, nay đã có một cuộc sống ổn định, dần lấy lại tất cả những gì đã mất. Hồng Tơ cho biết Phật Pháp đã làm thay đổi cuộc đời của anh. Hồng Tơ tham gia hàng chục chương trình Phật Pháp nhiệm màu do chùa Hằng Pháp tổ chức để tâm tịnh, lòng an và dốc sức với nghề, hết lòng với khán giả. Bây giờ thì ngoài thời gian đi diễn, Hồng Tơ về nhà để quây quần bên vợ con, chăm sóc chim, nuôi cá cảnh. Nhìn thấy cô vợ trẻ xinh đẹp và con gái ngoan hiền, có thể thấy cuộc sống hiện tại của Hồng Tơ đang rất hạnh phúc.